Mình yêu công viên nước. Hôm nay sẽ vui lắm cho mà xem. Không, thật ra cũng có thể là rất vui á. Đừng đừng đừng, cái máng trượt này cao quá à. Ừ, Inis, cậu đâu rồi? Ồ không, Inis, cô nàng biến mất rồi. Cậu giúp tôi tìm bạn được không? Cô nàng đi vào máng trượt rồi không thấy đâu nữa. Cậu có thấy cô nàng đâu không? Không. Không ăn kem, không đánh nhau, không hát hò, không mang đàn xếp, không gây ồn, không nhìn lén, không theo dõi. Hả? Không được làm gì cả. Cậu không được vào. Tôi ghét nhất là phá luật đó. Ồ, đẹp quá đi. Oh wow. Hôm nay đúng là ngày may mắn của mình. Muốn núp sao quét đi. Đi đi cho tôi nhờ. Wow. Cậu lại đến nữa à? Phải thử cách khác thôi. Chiều cao của cậu không đạt. Sư. Mình có ý khác. Bơi đi nào. Này, ông đến đó có phải để chơi đâu. Wow. Dừng lại, ra ngoài. Thôi được, tôi sẽ đứng ở đây và chơi game yêu thích của tôi, Trum Trum Blitz. Yeah. Sắp thắng rồi. Tuyệt vời. Cô nàng chơi gì vậy ta? Sang trái nè. Tránh ra đi, đưa tôi chơi cho. Anh chàng mê game của mình rồi. Trum Trum Blitz đúng là hay tuyệt. Yes. Tôi chơi thắng rồi. Mời cậu về. Thôi được, chơi Trum Trum Blitz tiếp vậy. Mọi người có thể tải game bằng mã QR này nha. Có một chú sói trong trái tim tôi. Tiếng ồn gì vậy? Như thế là phạm quy á nha. Lắng nghe tiếng gầm của tôi. Dừng lại, không được hát. Thôi được. Gì nữa vậy? Ta-dam, ta-dam, la-la-la. Ta-dam. Không được hát. Guitar cũng không được. Được rồi. Này. Xin chào, đây là guitar bơm khí mà. Cũng phạm quy luôn hả? Đàn hạt, kèn trumpet, saxophone, piano, trống. Ơi, guitar bơm khí không có trong danh sách rồi. Chắc là được á. Mình ghét nhất là xếp hàng. Thiên, ông lo chuyện này đi. Có cái gì trên đầu tôi vậy? Có con nhện. Nhận lấy nè. Hoàn hảo. Miễn phí hả? Cảm ơn nha. Mình thích nhất là kem. Hả? Không được ăn kem ở đây. Ôi, đi mà. Đi mà, đi mà. Được rồi, cậu quá dễ thương. Xin chào, mình là Inis. Kem của em mà. Đừng khóc, chỗ này đủ chưa? Dạ đủ. Được rồi. Là tôi, Inis.
Tôi vào được không? Nhưng cậu vừa mới... Thôi được, mời vào. Đó là kem hả? Đứng lại. Thôi được. Go! Bắt được rồi. Quét đi. Tôi đi trước nha. Đến lúc ra đòn mạnh tay rồi. Oh yeah. Thật sự phải ra tay thôi. Có người gọi mình. Wow, đúng là cô bé rồi. Anh cần gì sao? Là em, Super Josie. Anh hùng mạnh nhất, dũng cảm nhất, thông minh nhất từng có ở thành phố này. Phải, chính là em. Có chuyện gì à? Chúng ta có một rắc rối. Và tên nó là Wesley. Hiểu rồi. Cô nàng ở đâu ta? Ồ, bên kia. Hả? Ồ, ồ. Enid, dừng lại. Oh yeah. Mình cũng làm việc. Cô nàng chạy đâu rồi ta? Thấy rồi nha. Enid đâu rồi? Ngay kia kìa. Bye nha. Ha, thấy rồi nha. Hả? Đó là Wesley. Lại vụt mất cô nàng rồi. Enid, ra đây đi. Cậu trốn ở đâu hả? Cậu tìm thấp quá, Wesley à. Enid ở đâu ta? Ha ha, cô nàng không tìm thấy rồi. Anh gặp rắc rối lớn rồi á. Đằng sau kìa, cẩn thận. Cá mập. Cứu. Tôi cũng sợ lắm nè. Các bạn ơi, hãy giúp tụi mình với. Hãy thích video để cá mập không ăn thịt tụi mình nha. Ồ, cảm ơn nhiều. Các cậu là số 1. Super Josie, là em hả? Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Wesley ở bên kia kìa. Cậu trượt lớn. Hay chiếc nhỏ hơn ta? Mình cá là Enix lên chiếc nhỏ hơn rồi. Chưa bao giờ thấy cầu trượt nào lớn như vậy. Mình đến đi. Enid, ai đang kêu vậy? Tôi tới đi. Nhưng tôi chỉ dám đi bộ thôi. Cậu nhìn kìa, nàng tiên cá. Đâu cơ? Wesley. Người lớn không được vào hồ này. Chỉ trẻ em thôi. Em nói đúng, Super Josie. Anh đi đây. Chị ấy ở bên kia. Đi nào. Ừ.
vì đã đỡ em nha. Giờ thì đi đến kia nào. Anh sẽ đi với em, Super Trucy à. Bên kia. Xin tuân lệnh. Dẹp mấy người kia đi. Đã xong. Wesley đâu rồi ta? Chịu thôi, chỉ là em muốn ăn chút kem ấy mà. Mình phải treo cái biển này lên. Ừ, chỗ này hợp lý lắm luôn nè. Đây là ai? Tụi mình đi tìm cô nàng đi. Cô nàng kia rồi. Ô không, họ đánh bắt mình kìa. Inez, em yêu chị. Chơi bóng ha. Chị nhớ bạn của mình. Để em giúp. Ha, lại phạm quy hả? Ở đây cấm dùng ống nhòm. Không được nhìn trộm. Cậu phá luật rồi. Được thôi, vậy thì chúng ta chiến một trận quyết định đi. Chơi luôn. Quét đi. Em đi tìm chị khắp nơi luôn á. Đi với em nào. Quét đi. Mình giận cậu rồi. Hai chị là bạn thân mà. Không đời nào. Đánh nhau là trái luật. Chỉ được phép làm hòa thôi. Làm bạn ha. Làm bạn. Mãi bên nhau bạn nha. Anh Colin ơi, ra chơi với tụi em đi. Hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời. Ô, nhìn kìa, có phòng nghỉ nữa. Mình yêu âm nhạc. Món đồ chơi này sẽ là của mình. Ừ, giỡn quá mức cho phép rồi. Tại bạn hết đó. Không, là tại bạn á. Vào trại đi, rồi biết tại ai. Mình không thể bị giam được. Mình bị dị ứng với trại giam. Giống ở Vegas 2 năm trước thôi. Làm quen dần đi, các cô gái. Bạn đó, tất cả là lỗi của bạn. Đừng đổ hết cho mình. Anh cảnh sát ơi, thả em ra đi mà. Mấy cô rất dễ thương. Nhưng thủ trưởng không dễ thương xíu nào. Xin lỗi nha, tôi chỉ mới học việc mà thôi. Nên phải tuân thủ quy định này. Là tại bạn hết đó. Không ồn ào trong trại giam nha. Quy định hay quá. Mình đã im lặng đủ rồi. Hết đi, tất cả tại bạn mà ra hết. Quy định thứ hai là không cãi nhau ở trại giam. Tuân lệnh. Ok, cảnh sát. Các cô, đi thay đồ đi. Cô thấy đó, đồ của Wesley đã khá phù hợp rồi. Inez, cô đi thay đồ đi. Ơi, cái tông tối thấy mà chán à. Rồi dọn dẹp chỗ này ngay đi. Không được để rác trong phòng giam. Rồi mình sẽ giống bạn. Gớm quá. Cái tông màu gì làm buồn nôn với tuột cảm xúc gì. Không hả? Ai lại nghĩ ra cái màu này vậy không biết nữa. Chắc là mình đó. Mình thích màu hồng mà. Vậy đẹp hơn nhiều rồi nè. Chúng ta có gì ở đây nè. Nhiều sơn quá à. Chỉ cần màu nào hợp với bộ đồ thôi. Wow.
Wow, đồng phục này quá hợp với phong cách của mình luôn. Đừng có nhìn nha, Placo. Wesley, bạn bị đứng hình hay gì vậy? Không có gì cả. Ồ, ra là cái này hả? Mình cũng làm được mà. Xem nè, bốn tay điêu luyện chưa? Ai gọi mình vậy ta? Init, Wesley, mình cần đôi tay rảnh rỗi khác. Chào các bạn, bắt đầu dọn dẹp thôi. Ồ, bạn có biết bọn họ không? Hình như bọn họ muốn giúp tụi mình. Giỏi quá mọi người ơi. Ba cái tay dọn dẹp luôn. Xong rồi. Này, anh cảnh sát ơi, tụi em đã dọn xong rồi nè. Giờ thả bọn em ra được chưa? Chà, các cô gái, phòng giam chưa bao giờ sạch như vậy cả. Wesley, đi theo tôi nào. Tụi mình được cho về rồi. Ngồi xuống đây đi, Wesley. Nếu muốn, cô có thể ngồi ở đây luôn. Giờ bắt đầu cuộc tra khảo nha. Sao chói quá vậy? Làm mình nhớ lại lúc mình nằm trên đường ray xe lửa hồi lớp 3 ghê. Sẵn sàng rồi, thủ trưởng. Chà, ai là người làm hư tivi? Là Init. Như mọi khi, em đang mài cái rìu của mình. Còn Init thì đeo tay phone rồi nhảy múa sùm. Đúng. Rồi Init đá vào tivi và đổ thừa cho em. Đích thị là bạn rồi, Init. Không không không, sự thật là như vậy nè. Em đang nghe bài hát yêu thích bằng tay nghe. Sao luôn một cái là Wesley như bị điên vậy. Wesley đã tấn công cái tivi vô tội. Và đập phá nó, rồi lại đổ thừa cho em. Mặc dù rõ ràng là lỗi của Wesley cả. Không, là bạn mà. Câu chuyện đã đi quá xa rồi. Vào phòng giam đi, cả hai người, ngay và luôn. Coi mình lấy được gì nè. Được rồi, bạn cũng có một cái nè. Ồ, mãi yêu. Sao bạn đốt được hay vậy, mặc dù của mình cũng đang bốc cháy. Trời ơi, chắc là một vụ nổ hay cái gì đó thôi. Cưng xỉu trời ơi, dễ thương quá à. Biết ngay sẽ thích mà. Có chuyện gì vậy? Bức tường đẹp quá. Ủa, xin lỗi. Đừng la hét nữa. Có biết đang ở trại giam hay không? Mình có ý này, hay lắm luôn. Kiểu đen tối này phong cách ghê nha. Wow, Wesley, bạn có thể nghĩ ra cầu vồng na ná vậy được không? Không, vậy mưa hồng thì sao? Đừng mơ mưa hồng nữa. Ồ, không. Ồ, đúng rồi. Ngàn lần cảm ơn bạn yêu nhiều nha. Đúng cái mà mình đang cần luôn nè. Ôi trời, nhìn giống lễ hội lộng lẫy quá. Ồ, Wesley, bạn muốn ngủ hả? Được đó, mình cũng sẽ ngồi với bạn. Trời ơi, ngồi trên sàn nhà sao khó chịu quá vậy nè. Các cô gái sẽ không làm gì được nếu như thiếu mình. Sao ngủ được hay vậy, Wesley? Khó chịu muốn chết luôn á. Mình đến giúp mọi người đây nè. Chỉ cần gỡ hết đinh ra. Sao lại có đinh ở đây? Rồi mấy tấm gỗ nữa. Coi chừng. Bắt đầu nào các cô gái. Chúng ta xây giường đi. Ngón tay của mình mà. Xin lỗi, lần này mình không cố ý đâu. Giường của tụi mình đã xong rồi nè. Mình có ga trải giường. Cái gì? Sao tuồn vô được hay vậy? Không có lấy trộm đâu. Giường của mình trống trơn. Nè, anh cảnh sát ơi, trong đây lạnh quá đi à. Anh có cái gì ấm ấm hay không? Cho em xin với. Ok, đây là mền của tôi nè. Im lặng và đừng để thủ trưởng nhìn thấy đó nha. Cảm ơn. Anh là chàng trai tuyệt vời nhất. Giờ giường của mình êm hơn nhiều rồi. Sắp xếp cái thùng chứng cứ này lâu lắm rồi mà chưa xong nữa. Đâu rồi? Thôi, dù sao thì cũng quá hạn rồi mà. Wow,
quà gì trên trời rớt xuống nè. Ồ, mình thích mấy tông màu này. Chỉ và kéo, quá hoàn hảo. Đến lúc làm đồ thủ công rồi. Chúng ta sẽ may tất cả lại. Xong rồi, gối ngôi sao của mình đã xong. Thêm mấy cái mềm mại rực rỡ lên giường nào. Ngủ ngon nha, quét đi. Nằm đây êm quá đi. Thiên, mang mực lăn vân tay lại đây. Ồ, cảm ơn bạn. Màu đẹp quá. Yeah, chúng ta bắt đầu thôi. Xuất sắc. Bây giờ cái giường quá là chắc chắn luôn nha. Đêm buồn nha mọi người. Ngồi xuống. Anh đã bị bắt. Tôi sẽ lấy dấu vân tay của anh chỉ một giây thôi. Ủa, hộp đựng đóng dấu đâu rồi? Rồi cả bộ dụng cụ lấy dấu vân tay nữa. Hồi nãy còn thấy ở đây mà ta. Được rồi, đứng dậy. May cho anh là không có đồ để làm. Anh được thả. Đi đi. Ok, cảm ơn nhiều nha. Anh ta bị làm sao vậy? Mình ghét cái việc này. Ủa, ê, có cái bụng nước nữa nè. Anh lau giùm luôn được không? Em không có làm gì hết nha. Ok, cây lau nhà đây. Trao đổi công bằng nha. Cậu định ủ mưu gì vậy? Bam. Ha. Coi mình có gì nè. Xiết đi. Độ dài hợp lý luôn. Chỉ cần sơn nó. Rồi quấn chỉ xung quanh là xong. Ok, ảnh của bạn cũng sẽ treo chung với bản tâm trạng của mình. Quyết đi, bạn đáng yêu nhất luôn. Nhiều chai quá nè. Cảm ơn ông trời. Chúng ta không cần dung dịch này. Bye. Và mình chỉ lấy chai thôi. Đống rác rưởi này có lợi ích gì chứ? Đầu tiên, mình sẽ sơn nó. Tuyệt. Rồi cắm hoa vào bình. Trông cũng rất gì và này nọ đó chứ. Ăn trưa thôi. Đồ ăn. Tới giờ ăn rồi. Giờ ăn nhẹ nha. Đồ ăn vặt phủ phê luôn. Không luồn qua được. À, lấy dưới này được nè. Phần còn lại là của bạn. Cái gì? Nhưng chỉ còn cái cây không mà thôi. Chúc ngon miệng nha. Được thôi. Mình làm gì với nó đây? Mình sẽ làm bàn đựng mấy bình hoa này. Đó là cái mình cần. Thùng rác của cảnh sát. Mình sẽ dùng móng để mở cửa. Tuyệt vời. Mình sẽ mượn hai cái thùng này. Ê, không nha. Anh giữ rác lại đi. Cái gì? Xong rồi, tuyệt vời. Bạn lấy mấy cái thùng này để làm cái gì? Đợi đi rồi biết. Ta-da. Đây là bàn đựng bình hoa của mình. À, thấy rồi. Thủ trưởng, anh muốn nói gì với tôi hả? Hiểu rồi. Tất cả đơn vị chú ý. Truy tìm thùng rác. Các cô gái, có ai thấy cái thùng này hay không? Không biết. Ok. Sợi chỉ này đẹp ghê. Còn dài nữa. Cái nữa nè. Sẵn sàng. Mình sẽ cho các bạn tái sinh lại. Wow. Có nhiều phơm phơm quá đi. Tự nhiên trời lạnh quá vậy ta. Tóc của mình đâu rồi? Ê, quá lắm rồi nha.
mình đã làm được tấm thảm siêu âm. Không có gì mềm mại hơn nữa. Chứng cứ này nặng quá vậy. Anh có muốn phụ một tay không, cảnh sát? Phụ giúp với. Để nó lên bàn đi. Chắc rồi, dễ lừa quá đi. Mấy cái hộp này làm bàn là đẹp luôn. Hiu, xong rồi. Ủa khoan đã, sao tùm lum hết vậy ta? Mình lại bị lừa nó rồi. Này hai cô kia, lại đây. Cuối cùng cũng được ra ngoài rồi. Vượt xa tưởng tượng của tôi rồi nha. Cô, và cô nữa. Hai người ở lại đây mãi mãi đi. Tất cả là tại bạn hết đó. Không, là bạn đó. Bạn thì có. Chà, đến lúc phải làm sáng tỏ vụ này rồi. Mình sẽ kể cho mọi người nghe toàn bộ sự thật. Ủa, đằng kia có cái gì vậy? Để coi nào. Vậy ai mới là người có tội? Có vẻ như đã được sáng tỏ rồi. Mình đang lái con xe yêu dấu như mọi ngày thì bị mất kiểm soát chỗ khúc cua gấp. Cái xe bị trượt. Rồi mình đâm vào cái tivi và làm vỡ nó. Tại bạn, không, là tại bạn. Nhưng tất cả là lỗi của mình. Mình rất sợ bị cảnh sát bắt nên đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Ô không, cái gì đây? Mình đang cười ư? Mình không bao giờ làm vậy. Đúng là thảm họa mà. Quét đây bị bệnh rồi. Bình tĩnh đi nào, có chuyện gì vậy? Hai người tự xem đi ạ. Hai da, ba ơi, mẹ ơi. Gomez à, em muốn xỉu quá đi. Mạnh mẽ lên nào tình yêu của em. Ai đó vừa gọi bác sĩ à? Có vấn đề gì đâu chứ. Em ấy trông vui vẻ mà. Cậu không hiểu đâu. Con bé nên trông như thế này nè. À ha, đây là đơn thuốc cho con gái ngài đây. Mỗi ngày một lần nha. Hiểu rồi. Cha, chúng ta có nhiều việc để làm đây. Đi lấy thôi nào. Giường của mình, nó tối quá đi mất. Đổi với nhau nha. Được thôi. Wow. Xin chào mềm mại. Ổn thôi mà, sẽ không lâu đâu. Chỗ này đáng sợ quá đi. Sao Wesley ngủ nổi trên chiếc giường này thế nhỉ? Đá hả? Cậu đùa với tớ đó à. Chỗ của cậu đáng sợ quá đi. Cái máy gõ chữ này khiến mình sợ quá. Mình nên lấy cái bìa màu hồng đáng yêu và cây bút chói sáng này nữa. Không máy đánh chữ, viết tay có cảm giác tốt hơn nhiều. Ai thế nhỉ? Chào Colin, tớ kiếm Wesley á. Không đúng lúc rồi. Init, tránh ra nào, Wesley. Colin, tớ đang cuồng cậu đó. Đã bảo với cậu rồi mà. Tớ nhớ cậu nhiều lắm. Ờ, tặng cho cậu nè. Bó hoa u ám quá vậy. Quá tối luôn. Tớ thích màu sáng hơn cơ. Màu vẽ và cọ sẽ sửa lại mọi thứ ngay lập tức. Không ổn tí nào. Tớ sẽ gọi bác sĩ ngay. Tớ thích bó hoa này. Bác sĩ nghe đây. Làm gì đây ạ? Tôi sẽ cố hết sức. Cái này chắc sẽ có ích đây. Một chiếc hộp đáng sợ dành cho Wesley. Ai sẽ lấy nó nào? Tớ sẽ đi tìm nó. Chỉ vì Wesley. Đây là cho cậu nè. Ôi trời, không hiệu quả đâu. Cần một công thức khác để giành được trái tim tôi đó. Ví dụ như cái này. Cho bác sĩ nè. Cảm ơn nha. Nơi này đáng sợ quá đi à. Khiến mình nổi hết da gà. Mình không ngờ nhà Adam lại thiếu sức sống tới vậy. Hiu, chỉ là găng tay thôi à. Xin chào. Tôi chỉ lấy cái này thôi. Wesley ngày càng tệ hơn rồi. Colin, cậu lấy được cái hộp rồi hả? Oh yeah, cũng không to tát gì cả. Wesley ơi, xem tớ có gì đây nè. Cái gì đây? Tớ không thích nó đâu. Cậu vẫn chưa biết có gì bên trong mà. Tay massage đầu. Cái này sẽ có hiệu quả. Thật tốt ghê đó. Không. Không. Có lẽ mình nên dùng kéo. Mình sẽ thử bỏ mấy cái móc lai cầu vòng. Xong xuôi. Ừ không. Nó còn mọc ra nhiều hơn ư? Phải nhanh lên thôi.
chúng mọc lại nhanh hơn rồi. Đến giờ uống cà phê đen rồi. 100% Arabica. West đây, ăn đây nè. Bắt chéo ngón tay. Cacao chắc sẽ ổn đó. Cậu muốn uống không? Có chứ. Cacao và kẹo marshmallow. Không ai có thể từ chối món này cả. Chúc ngon miệng. Liếm ngón tay. Yeah, thành công rồi. Còn có gì trong đơn thuốc nữa nhỉ? Sô-cô-la đen. Xem nào. Sô-cô-la yêu thích của West đây. Muốn ăn sô-cô-la không nè? Nên nghĩ đến thứ khác. Tớ không thích sô-cô-la. Kẹo Skittle cầu vồng. Cậu có muốn thử không nè? Tớ sẽ ăn. Mình chưa bao giờ ăn món nào như vậy trước đây cả. Cậu bị sao vậy? Hả? Mặt cậu kìa, nó đầy mụn rồi kìa. Thiên đáng thương. Trông cậu được đó. Cậu mang kính để làm gì vậy? Nào, để tớ sửa lại cho. Trước tiên phải bỏ mấy cái mụn cầu vồng cái đã. Thiên à, giúp tớ. Giờ đến lượt cậu đó. Cậu cũng phải xinh đẹp nữa. Enid, cho tớ làm với. Mặt nạ mắt yêu thích của mình. Chúng luôn có ích cho mình. Enid, tớ cũng muốn đắp mặt nạ nữa nha. Được thôi. Đây là máy làm mặt nạ đặc biệt nè. Tớ chỉ cần đổ nước và thêm collagen vào. Cho thêm nước ép để có màu sắc nha. Tất nhiên rồi. Cầu vồng kia. Ở đâu? Thêm soda thay vì nước ép nè. Xong rồi. Bật công tắc lên. Tớ chuẩn bị khuôn mặt nạ rồi nè. Đổ chất lỏng vào khuôn và đợi cho tới khi nó đông lại. Sao nó đen quá vậy? Tớ muốn nó nhiều màu cơ. West đây, đừng thô lỗ như vậy chứ. Lần sau cậu sẽ được đắp mặt nạ nhiều màu. Xong. Tuyệt. Hãy chờ thôi nào. Tớ không muốn cái này. Kiên nhẫn đi. Đến giờ rồi. Bỏ mặt nạ ra nào. Cậu đã hết bệnh rồi đó. Cậu hết bệnh rồi. Không có đâu nha. Mình còn có thể làm gì để giúp West đây đây nhỉ? Wow, cái túi đẹp vậy. Tớ muốn nó. Quên đi. Tớ sẽ không cho cậu cái túi của tớ đâu. Sao cũng được. Mình có cách rồi nè. Tớ cần cậu giúp đỡ. Tớ đến rồi đây. Này, cậu là người duy nhất có thể làm được việc này. Chúng ta phải giúp cho West đi. Tớ không cần giúp. Cậu sẽ làm được chứ. Tôi không chắc đây là ý hay đâu. An toàn vẫn tốt hơn mà. Anh có còn bộ đồ nào khác cho em không? Không có. Chúc may mắn. Cảm ơn. Cậu ấy đã cố gắng. À, bác sĩ. Nó trông thế nào? Em làm được rồi. Cá ấn tượng đó nha. Chúng đây rồi. Cá piranha. Tuyệt. Chỉ cần đặt chúng vào chiếc túi thời trang này thôi. Đi nào. Hiểu rồi. Xong. Đẹp đó chứ. Trông như cậu đã trải qua rất nhiều thứ nhỉ. Ta-da. Túi mới của cậu đây nè. Wow. Tớ thích nó lắm. Ô không, quét đi. Túi của cậu. Chúng không còn đen nữa. Chúng ta phải chỉnh lại thôi. Mình sẽ bỏ lớp sơn màu sáng trước. Tốt hơn rồi. Ơ, cậu ấy sinh ra là móng tay đã đen hay gì à? West đây à, đừng nhúc nhích mà. Cậu đang khiến mọi chuyện khó hơn đó. Dừng lại đi. Enid, bình tĩnh nào. West đây, đủ rồi đó nha. Tớ nhịn đủ rồi đó. Mình cũng khoe móng được đó nha. Không, móng là sức mạnh của tớ đó. Dừng lại đi. Ồ không, móng của mình. Cậu làm gãy nó rồi nè. Phải uống thuốc giảm stress về việc này mất. Tớ không nghe cậu nói gì cả. Ơi, thật thô lỗ mà. Coi chừng móng của cậu đó. Ai thế nhỉ? Chào, các cậu ổn chứ? Tụi tớ ổn mà. Chỉ là hơi bận tí. Gặp lại cậu sau nha. Quét đi, coi chừng đó. Cậu sẽ ngồi cho tới khi nó xong.
cũng khá thú vị đó chứ. Xong xuôi, nó hiệu quả rồi đây nè. Cậu đang lành lại đó. Giờ tụi mình sẽ make up cho cậu nha. Cần phải tập trung vào gương và làm thôi. Tớ sẵn sàng rồi. Tớ cũng vậy. Ô không, make up của cậu trông y chang tớ vậy. Ok, Init, tớ sẽ tẩy chúng đi. Oh yeah, tuyệt. Cậu có muốn tớ trang điểm kiểu Wednesday cho cậu không nè? Bắt đầu bằng phấn phủ siêu nhẹ, sau đó là chân mày, phấn mắt, và tất nhiên phải có tàn nhang nữa chứ. Tiếp đến là môi, hãy khiến chúng đen hơn nào. Suy nghĩ gì à? Wow, Wednesday. Tớ không thích ôm. Yeah, cậu đã trở lại rồi đó. Cái gì đây? Thiên, trông cậu thật sến súa mà. Thay đồ đi nào. Cậu tự nhìn cậu đi. Đúng vậy, tớ cần phải thay đồ ngay. Thiên, quay mặt lại. Tớ muốn bộ váy yêu thích của tớ. Giờ chúng ta nói chuyện được rồi nè.